Rồi, nay chúng ta sẽ tiếp tục qua cái bài toán là đi tính tần số dao động riêng. Nhưng mà ví dụ lần này thầy hướng dẫn cho các bạn buổi thứ hai này là chúng ta sẽ làm theo số liệu. Thì khi mà làm theo số liệu của các bạn đi tính tần số dao động riêng là rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Là chúng ta cần phải biết được cách xử lý chuyển đổi đơn vị cho nó thống nhất. Nha. Còn mà bài toán này mà nếu như chúng ta đơn vị mà chúng ta không thống nhất là dễ kết quả ra sai hết. Mỗi một bài sẽ ra một kết quả khác nhau. Cho nên là các bạn cần phải lưu ý nha. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là chép cái đề này vào, sau đó thầy sẽ hướng dẫn giải cụ thể. Rồi, các bạn chép vào. Nhớ giùm cho thầy cho biết khối lượng này là bằng 2T. 2T có nghĩa là gì? Là 2 tấn á. 2 tấn nha. Được chưa? 2T là 2 tấn á, chứ đừng có nghĩ là M bằng 2T, 2T là cái gì nha. Rồi, thầy đăng ký hiệu viết tắt là 2T là 2 tấn. Bỏ qua trọng lượng bản thân của cái dàn AB này. Nhớ đầu này là đầu B, đầu này đầu A nha, chứ không phải lúc nào bài toán cũng cho đầu này là đầu A, đầu này đầu B đâu, tùy theo đề, đúng không? Rồi, các bạn vẽ nhanh đề vào, sau đó thầy sẽ hướng dẫn giải. Như vậy để giải được bài này, bước số 1 các bạn cần phải vẽ ra được cho thầy là biểu đồ moment ở trạng thái đơn vị. Đúng không? Biểu đồ moment ở trạng thái đơn vị. Được chưa? Thì cái bài tập tuần trước các bạn đã biết được cách làm bước số 1 này rồi. Là hiển nhiên các bạn muốn vẽ được biểu đồ moment thì các bạn phải giải phóng liên kết cho cái dầm AB này ra. Thì ngay tại bên gối B của mình là gối cố định, chúng ta sẽ có hai phản lực. Gối A là gối di động có một phản lực. Được chưa? Và thay thế vị trí khối lượng M này là đặt cho thầy một cái lực B bằng 1 ngay tại vị trí khối lượng là xong. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi giải phóng liên kết viết phương trình cân bằng, đúng không? Mình viết phương trình cân bằng moment nữa. Thì các bạn có thể viết phương trình cân bằng moment đối với điểm B hoặc là đối với điểm A tùy các bạn, được không? Nếu như viết phương trình cân bằng moment đối với điểm B thì chúng ta sẽ vẽ đi từ đầu A vẽ qua, tại vì chúng ta sẽ đi tính ra được phản lực ngay tại A, hiểu không? Còn bạn nào nếu như không muốn vẽ từ đầu A mà muốn vẽ bắt đầu từ đầu B thì mình sẽ lấy tổng moment đối với điểm A. Thì lúc này các bạn mới có phản lực liên kết tại B để mình vẽ, nắm rõ chưa? Được không? Rồi, các bạn cần phải lưu ý cho thầy cái điều đó. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung bài giải nha. Như vậy là thầy sẽ mượn lại cái bài số 1 lần trước. Rồi, cho nó nhanh nha. Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu giải như sau. Chúng ta sẽ là bước 1 lập trạng thái K. Ok nha. Lập trạng thái K, các bạn gạch đầu dòng đặt B bằng 1 tại vị trí khối lượng. Sau đó gạch đầu dòng thứ hai giải phóng liên kết. Rồi bây giờ mình giải phóng liên kết như vậy ngay tại vị trí này là B. Đúng không? Đây nè, ngay tại vị trí này. Thì lấy cái hình đề góc qua nè. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có hai phản lực đó là XB, YB. Rồi ngay tại vị trí khối lượng M là đây. Các bạn vẽ cho nó đúng tương đối tỷ lệ một xíu. Đặt B bằng 1, tháo cái khối lượng M này ra đặt cho thầy B bằng 1, mũi tên thẳng đứng luôn luôn hướng xuống. Rồi ngay tại vị trí này là A là gối di động, chúng ta sẽ có một phản lực liên kết đó là theo phương Y, đây chính là IA. Rồi sau đó gạch đầu dòng thứ ba là các bạn sẽ viết cho thầy phương trình cân bằng thì ở đây thầy sẽ lấy tổng moment đối với điểm B. Được chưa? Như vậy tổng moment đối với điểm B thì các bạn lấy cái viết ra. Cầm điểm B lại bên này cho thầy. Cho lực tác dụng lên, quay cùng chiều là dấu dương, quay cùng chiều là dấu trừ, ngược chiều là dấu dương, đúng không? Chúng ta đã quy ước rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có IA tác dụng từ dưới này lên thì nó lồn cho cây viết của các bạn nó quay sang đây. Nó sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ, như vậy sẽ là dương IA cánh tay đòn từ A vào B. Như vậy từ A vào B chúng ta nhìn hình ta thấy là 3 mét thầy nhân 3. Đúng không? Thầy nhân 3. Rồi, lực B bằng 1 tác dụng từ trên này xuống thì sẽ làm cho cây viết của các bạn nó quay sao? Có phải là nó quay như thế này không? Là cùng chiều kim đồng hồ, vậy là dấu trừ 1. Nhân cánh tay đòn từ vị trí này đến điểm B là 2 mét thì nhân 2. Thì tới đây các bạn sẽ nhanh chóng giải tìm ra được phản lực liên kết. Đó chính là IA sẽ bằng 2 phần 3. Hết, không có đơn vị nha các bạn. Tại sao không có đơn vị nè? Thằng này là 3 mét đúng không?
thằng này là 2 mét đúng không? Mét với mét rút gọn là mất đúng không? Còn số 1 ở đây là một con số, là một hằng số không có đơn vị. Như vậy rõ ràng phản lực của mình ở đây là không có đơn vị. Các bạn nắm rõ chưa? Nha, chứ nhiều bạn kêu là phản lực bình thường mình học ra là kilonewton, newton vân vân đúng không? Nhưng mà bài toán này mình đang đặt ở trạng thái K. Mình đang lập ở trạng thái K, tức là trạng thái bỏ tải trọng. Như vậy phản lực của chúng ta không có đơn vị nha. Rồi như vậy các bạn sửa nhanh cái này vào, sau đó thầy qua hướng dẫn vẽ biểu đồ. Vẽ biểu đồ một một lần nữa ở trạng thái đơn vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua bên đây đi tiến hành vẽ. Vẽ, thầy lấy cái mô hình giải phẫu liên kết qua đây thầy vẽ đi. Như vậy. Như vậy là thầy đã tính ra được IA bước 2 nha. Bước 2 là các bạn sẽ đi tiến hành vẽ. Vẽ thì nhớ dùm cho thầy căn thế nào vẽ về thế đó, như vậy IA bằng 2 bằng 3 thầy thế vào đây. Được chưa? Thầy sẽ vẽ đi từ đầu A qua thôi, không vẽ đi từ đầu B, tại vì đầu B mình không có tính phản lực liên kết, mình tính từ đầu A. Như vậy các bạn sẽ trình bày bước thứ hai là vẽ đúng không? Cứ làm lần lượt giống như bữa trước chúng ta học. Đây. Bước 1 rồi. Bước 2 là mình sẽ vẽ biểu đồ moment ở trạng thái đơn vị. Đây. Đúng không? Bước 2 cứ làm lên lần lượt từng bước. Vẽ biểu đồ moment ở trạng thái đơn vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ đi từ đầu A. Đúng không? Các bạn sẽ vẽ đi từ đầu A cho thầy. Ký hiệu ở đây là biểu đồ M1 gạch ngang. Rồi, vẽ từ đầu A thì các bạn biết rồi, chúng ta sẽ vẽ những vị trí đặc biệt. Đầu A đầu ngay tại vị trí này và ngay tại vị trí này, vị trí B. Như vậy, xuất phát từ đầu A chưa có cánh tay đòn thì ngay đây là bằng không, được chưa? Sau đó thầy sẽ vẽ tiếp ngay tại vị trí mà có lực B bằng 1 ngay đây nè. Đấy, mình đặt một cái lực B bằng 1 ngay tại vị trí này nè. Và thấy chưa, lúc này chúng ta sẽ vẽ một cái tung độ ngay đó. Như vậy tung độ này kéo lên hay kéo xuống thì tùy thuộc vào hướng của lực này tác dụng. Như vậy lực IA của mình là tác dụng từ dưới lên thì nó sẽ làm căng thứ dưới đúng không? Bữa trước thầy đã giải thích rồi, là các bạn sẽ lấy cái thước dẻo ra là dễ hình dung. Các bạn giữ lấy cái tay của mình, các bạn giữ ngay tại điểm lực B bằng 1 đúng không? Mình đang vẽ tung độ ngay tại tung độ B bằng 1 thì giữ ngay tại đây. Rồi cho lực này nó tác dụng lên, lực này nó tác dụng từ dưới lên thì nó sẽ làm cho mình căng thứ dưới như thế này, đúng không bạn? Căng thứ dưới đúng không? Các bạn giữ ngay đây lại thì lực nó tác dụng từ dưới lên thì nó sẽ làm căng thứ dưới. Căng thứ dưới thì các bạn kéo liền cho thầy một tung độ xuống dưới. Căng thế nào vậy về thế đó, thầy giả sử thì cho tung độ dài bấy nhiêu. Nắm rõ chưa? Rồi. Thầy đổi màu sang màu đỏ nè. Ok, sau đó thầy nối tung độ 0 với tung độ này. Đúng không? Có hai tung độ là nối lại tung độ 0 với tung độ này. Rồi bây giờ thầy đi tính tung độ này là bao nhiêu? Dễ, chúng ta sẽ lấy
Phản lực là 2 phần 3 nhân với cánh thay đoạn từ A vào cái lực B bằng 1 là mấy mét đây? Mấy mét? 1 mét đúng không? Như vậy ở đây là chúng ta sẽ có tung độ là 2 phần 3 nhân với 1 mét thì là 2 phần 3 mét. Ghi đem đơn vị vô nha. Nhớ bài toán này có đơn vị chúng ta phải ghi đơn vị vô. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ tiếp tục thầy sẽ vẽ cho điểm B mà thầy đã dặn rồi. Nếu như ngay tại B là liên kết gối di động hoặc gối cố định, khi các bạn vẽ điểm cuối cùng biểu đồ moment của mình bắt buộc phải về gì các bạn? Bắt buộc phải về không? Nhớ giùm thầy nha. Như vậy ngay tại vị trí tung độ 2 phần 3 mét này thầy sẽ nối về không. Luôn luôn bắt buộc phải về không. Nắm rõ chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã đi tiến hành vẽ xong biểu đồ moment. Rồi, xóa này đi cho nó gọn lại. Giờ này lên. Hiểu cách trình bày chưa? Rồi, ok. Như vậy bây giờ tiếp tục nè. Sau đó các bạn sẽ điền cái gì vô các bạn? Chúng ta sẽ điền tung độ vào. Đúng không? Chúng ta sẽ điền tung độ vào. Mình sẽ xác định vị trí trọng tâm của cái hình này. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai cái hình tam giác này. Thầy sẽ ước lượng thôi, lấy giao điểm của hai đường trung tuyến. Đây, đường thứ nhất, đường thứ hai giao nhau ngay đâu đây. Như vậy là thầy ước lượng thôi, các bạn hiểu ý không? Không cần phải vẽ nó chính xác đâu. Rồi. Như vậy là trọng tâm của nó nằm ngay đây thì thầy sẽ ký hiệu đây chính là O1. Được chưa? Rồi. Trọng tâm. Được chưa? Thầy sẽ ký hiệu đây là trọng tâm của diện tích hình thứ nhất, thầy ký hiệu là O1. Rồi, vẽ cho thầy cái tung độ đi qua trọng tâm màu xanh này, đi qua trọng tâm dấu chấm tròn màu đỏ thì thầy ký hiệu đây chính là tung độ F1. Các bạn nắm được không? Tung độ đây chính là F1. Tương tự như rứa. Bây giờ chúng ta sẽ đi xác định vị trí trọng tâm của tam giác hình thứ hai. Đây, tam giác này. Như vậy trọng tâm nó giao điểm của hai đường trung tuyến, các bạn lấy giao điểm hai đường trung tuyến, ước lượng thôi nha các bạn. Vẽ ước lượng thôi. Rồi. Như vậy nó giao nhau ngay đây. Đúng không? Các bạn vẽ hai đường nét đất nè, lấy giao điểm của hai đường trung tuyến. Hai đường trung tuyến thôi nè. Đây. Được chưa? Rồi. Như vậy thầy đặt đây là diện tích hình số 2, thầy đặt đây là O2. Sau đó chúng ta vẽ đường thẳng đi qua trọng tâm của cái tiết diện này. Đây, trọng tâm tiết diện này. Và thầy sẽ ký hiệu đây là tung độ F2 là xong. Như vậy nhiệm vụ của các bạn sẽ đi tìm cho thầy F1, F2 bằng mấy. Đúng không? Rồi, O1, O2 bằng mấy. Như vậy với cái diện tích thì nhanh rồi, dễ rồi. Với O1, O2. Với O1 bằng cái gì? Công thức diện tích của hình số 1. Hình số 1 là hình tam giác đúng không? Đây nè, hình tam giác này. Đúng chưa? Thầy sẽ có 1 phần 2 đường cao. Đường cao đây là 2 phần 3 mét. Ghi luôn cả đơn vị vô lại. Ghi luôn cả đơn vị nha. 1 phần 2. Đường cao là 2 phần 3 mét. Rồi, nhân với cạnh đáy. Cạnh đáy là từ đây đến đây là mấy mét? Từ đây đến đây là 2 mét đúng không? Theo đề cho. Còn đây là 2 mét. Rồi, thầy gom vô rút gọn đi. Thì nó sẽ bằng 2 phần 3 m bình phương. Đúng rồi, 2 phần 3 mét bình phương. Không rõ chưa? Ghi luôn cả đơn vị nha các bạn. Rồi, bây giờ thầy đã tính xong O1. Bây giờ thầy tính tiếp cho O2. Như vậy O2 của mình vẫn là hình tam giác đúng không ạ? Đúng không? O2 của mình là hình tam giác này đây. Đây, hình tam giác này đây. Như vậy chúng ta sẽ có công thức là 1 phần 2 của đường cao đây. 2 phần 3 m nhân với cạnh đáy từ đây này là 1 mét. Thầy nhân với 1. Sửa này lại là O2. Được chưa? Như vậy là rút gọn đi thì nó sẽ là bằng 1 phần 3 mét bình phương. Xong. Như vậy là thầy đã tính nhanh xong diện tích. Bây giờ tới tung độ. Tung độ thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn cách lồm râu. Bây giờ mình lồm răng. Bây giờ mình phải lột tam giác đồng dạng đúng không? Muốn đi tính tung độ là phải đi tìm tam giác đồng dạng. Như vậy tam giác đồng dạng thì chúng ta biết rồi. Đây là chúng ta sẽ xét cái tam giác đồng dạng này một lần nữa nha. Thầy nhắc một lần nữa. Đúng không? Đó, thầy ghép vào tam giác có chứa cạnh F1. Đồng dạng với cái tam giác lớn này nè. Đó, và hiểu chưa? Rồi, ok chưa? Rồi, lấy cái đáy chia đáy. Được không? Rồi, cạnh đáy này nè. Cạnh này là F1 thì thầy phải chia cho cạnh này. Hiểu chưa? Mình cứ lập tỷ lệ tam giác đồng dạng rồi. Như vậy là F1. Rồi. Nó đứng thì thầy đây cho nên nó đứng luôn. Ok.
Như vậy F1 chia cho cạnh này là 2 phần 3 mét, thì chia cho 2 phần 3 mét, nhớ ghi luôn cả đơn vị. Rồi, sẽ bằng từ đây đến đây, đúng không? Từ đây đến đây là nó chiếm mấy phần của hình tam giác này chúng ta biết rồi. Từ đây đến đây là nó chiếm 2 phần 3 của cạnh mấy mét? Cạnh 2 mét, đúng không? Như vậy khoảng cách này là từ đây đến đây là 2 phần 3 của 2 mét nè. Rồi, 2 chiếm 2 phần 3 của 2 mét nè, đúng không ạ? Đây, cạnh này còn như vậy, cạnh này là 2 phần 3 của 2 mét. Như vậy là cạnh này từ đây đến đây là nó chiếm 4 phần 3 mét đó. Rồi, chia cho độ dài từ đây đến đây là mấy mét? 2 mét, đúng không? Thầy chia cho 2 mét. Ok, như vậy là rút gọn 2 mét, 2 mét rút gọn. Như vậy nó sẽ còn lại là 4 phần 9 mét, đúng không? Như vậy là thầy sẽ suy ra được tung độ là F1 của thầy sẽ bằng 4 phần 9 mét. Nằm rõ chưa? Ok, bây giờ tương tự như vậy, thầy lập tam giác đồng dạng số 2. Như vậy là thầy sẽ lập tam giác đồng dạng này nè, đúng không? Tam giác nhỏ này nè, đó, đồng dạng với cái tam giác này nè. Đúng rồi, rồi. Như vậy chúng ta sẽ có tung độ F2 chia cho 2 phần 3 mét có sẵn, rồi. F2 chia 2 phần 3 mét bằng khoảng cách từ đây đến đây là chiếm 2 phần 3 của 1 mét. Rồi, 2 phần 3 của 1 mét chia cho khoảng cách từ đây đến đây, cạnh này đúng không, là 1 mét. Thầy chia cho 1 mét, 1 mét với 1 mét rút gọn, như vậy nó sẽ là bằng 4 phần 9 mét luôn. Như vậy đây là F2. Ok, như vậy là thầy đã làm xong được cái bước gọi là bước đi xác định diện tích và tung độ. Vậy là bây giờ mình chỉ còn một bước nữa thôi, đúng không các bạn? Đó là bước gì? Bước tiếp theo là các bạn sẽ đi tính độ mềm của cơ hệ, đúng không? Độ mềm của cơ hệ. Rồi, độ mềm của cơ hệ thì bài này hai hình lấy tung độ F1 nhân với Ω1 cộng với lại tung độ F2 nhân với Ω2. Đây, có sẵn một phần Ơ rút ra. Như vậy các bạn thế vào. Như vậy F1 và nhân với Ω1 các bạn thế vào, bấm máy dùm cho thầy coi ra được bao nhiêu. À, coi ra theo chữ trước rồi số chúng ta thế số sau. Được chưa? Thì các bạn bấm máy nó sẽ ra là 12m3 chia cho 9 ơi. M3 chia cho 9 ơi. Đúng không? Các bạn nào mà bấm đúng thì nó ra được như vậy. Rồi, sau đó các bạn thế số vào. Bây giờ mới qua giai đoạn thế số mới là cẩn thận đơn vị nè. Rồi, thế số bây giờ M của mình đơn vị là gì? 12. M mình đang đơn vị là mét, mình phải coi thống nhất cục đơn vị nha. Thằng này đang centi. Vậy tốt nhất mình đổi về centi đi ha, cho nó thuận. Như vậy là thằng này đang là, các bạn đang có này là gì? 12 nhân với 1 mét đó, đúng không? Như vậy là thằng này thầy sẽ đổi là thầy là gì đây? Từ mét khối thầy đổi về centimet, mét deci centi là nhân cho 100. Đúng không? Nhưng mà nó là mét khối đổi về centimet khối. Đúng không? Bình thường mét nè, đổi về centi là nhân trăm. Đúng không? Mà cái này là mũ 3 lên là thêm mấy nữa? Thêm mấy nữa các bạn? Mũ 3 lên nữa đúng không? Thì cái này mình sẽ là 100 mũ 3. Đúng không bạn? Các bạn hiểu chưa? Cái này sẽ là 100 mũ 3 thôi chứ có gì đâu. Đúng không? Từ mét đổi về centi là 100. Mà cái này là mới là 100 centi thôi. Đúng không? Tất cả mũ 3 nó làm bài phần này phải rất cẩn thận đơn vị. 9 chia 9. Rồi nhân với ơi, bây giờ mình coi ơi. Ơ của mình đây đơn vị nó là 2 x 10 mũ 4 kN trên cm vuông. Ghi luôn đơn vị vô. 2 x 10 mũ 4. 2 nhân cho 10 mũ 4 nè. kN nè. Trên cm vuông. Đúng không? Số 9 này tách ra đi. Đây là để các bạn hiểu đây là số 9. Rồi, thấy chưa? Tiếp. Nhân với Y. Y để cho là bao nhiêu? 2000 cm mũ 4.
Rồi, thay thế vào đây. Nhân với 2000 centi mũ 4. Đó, các bạn bấm thử máy thử coi nó ra được bao nhiêu. Thấy chưa? Như vậy là các bạn phải thế số phải cẩn thận nha. Rồi, các bạn bấm thử coi ra bao nhiêu nha. Như vậy là 12 nhân 100 mũ 3. Rồi, chia 9 nhân 2 là 18, 18 nhân cho 10 mũ 4. Nhân tiếp cho 2000. Thì các bạn sẽ ra được đáp số là 9 nhân 3 là 7. Sorry các bạn. Này là 9 nhân 2 đúng không? E của mình là để cho là 2 nhân 10 mũ 4, 2 nhân 10 mũ 4, 4 nè. Nhớ là phải bấm cho nó chính xác nha các bạn. Để thầy kiểm tra lần nữa là cho nó chính xác hay không. 4 phần 9. Các bạn cứ bấm trước đi. E1 nhân với F1 là 2 phần 3 nhân với lại 4 phần 9, nó sẽ là bằng 8 phần 3. Cộng với lại E2 nhân F2, E2 là 1 phần 3.
nhân với là F2, F2 là 4 phần 9 nữa. Là 12/27 nha các bạn, sửa này lại giúp thầy. Đây, bấm này là 12/27 mới đúng nha. Rồi, sửa này lại. Do nãy thầy không có tính chính xác cái này nha, nhẩm lời cái này bị nhầm cái phân số phía dưới là 12/27. Rồi, vậy bây giờ các bạn chia. Đúng rồi đó. 12 nhân với 100, cho nên là khi mà làm bài tính toán số liệu chúng ta phải kiểm tra lại cho nó chính xác xíu. Chia cho 27 nhân với 2 nhân 14. Thì nó sẽ bằng là 0,011. Mình nên lấy thêm một số nữa đi. Các bạn hiểu không? Mình lấy nó lớn lớn lên, lấy thêm nhiều số 0 ở phía dưới cho nó chính xác. Thì tối thiểu là phải được tới đây. Được chưa? Để nó giảm bớt sai số. Chứ nhiều bạn làm tròn nhiều quá thì nó sẽ dẫn đến sai số. Rồi bây giờ chúng ta coi đơn vị nó là gì. Trên này là cm mũ 3. Dưới này centi mũ 4 với lại centi mũ 2 nè. Cái này là centi bình phương nè, với nhân rút gọn với thằng này dưới mẫu đi trước đi đã. Hai thằng này rút gọn thì thằng này là còn lại là centi bình phương. Như vậy trên này là centi mũ 3 chia cho centi bình phương thì trên tử nó sẽ là centi. Đúng không? Trên tử nó sẽ là centi. Rồi bây giờ phân số. Bây giờ ở dưới mẫu nó sẽ là còn lại gì các bạn? Kilonewton đúng không? Về đơn vị của thằng này, độ mềm của cơ hệ của mình là theo đơn vị là centi chia kilonewton nha. Centi chia cho kilonewton. Đó thì ghi đơn vị ra bên hông. Centimet. Thì chưa? Rồi, chúng ta sửa vô. Rồi, như vậy là tới đây thầy sẽ gom cái này ha, thầy không còn biến đổi cái đơn vị cho các bạn nữa, các bạn để cho nó gọn cái slide lại. Ok. Rồi, như vậy sau khi ra được tới đây xong, bây giờ chúng ta sẽ đi đếm tính tiếp. Muốn ra được tần số dao động riêng, bây giờ mình làm gì nữa các bạn? Áp dụng công thức rồi đúng không? Bây giờ các bạn sẽ áp dụng công thức là tần số dao động riêng. Đây, công thức của mình bữa trước đó. Đây. Sẽ áp dụng công thức này, bước 3. Ra được độ mềm rồi thì bây giờ tới tần số dao động riêng, nhưng mà tần số dao động riêng cái này tính toán có đơn vị là phải cẩn thận. Tần số dao động riêng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng theo đúng công thức này cái gì? Đề bài này khối lượng là mình lại m lớn thì đây là m lớn, đúng không? Đúng rồi. Với vậy mình làm thôi. Rồi nhưng với delta 11 bây giờ này nó là đơn vị của mình khối lượng là 2 tấn. 2 tấn. Bây giờ thầy để ở đây. 1 chia cho 2 tấn. 2 tấn thì bắt buộc mình phải đổi về kg rồi đúng không bạn? Đúng không? 2 tấn đổi về kg là nhân cho 1.000 là 2.000 kg này.
thì ghi đơn vị đây là 2000 kg này. Được chưa? Nhân với delta 11, delta 11 của mình đâu? Bỏ đơn vị này qua. Đây. Đúng không? Đúng không? Như vậy rồi các bạn thấy không? Đơn vị nó đang lộn xộn kg này rồi, centi trên kilonewton rồi. Bây giờ sao? Cái chỗ này là chỗ mà các bạn cần phải biết cách giải quyết vấn đề. Đó. Như vậy các bạn này, từ kg mà mình muốn đổi về trọng lực là mình phải làm cái gì nữa các bạn? Từ khối lượng này mình phải làm cái gì? Nó đang là từ khối lượng đúng không? Đúng không? Chúng ta có khối lượng là 2000 kg. Mà các bạn đã học biết rồi, chúng ta có sẽ có trọng lực nhân với gì các bạn? Muốn đổi được đơn vị thằng này đang là centi nè, centi trên là gì? Kilonewton, đúng không? Mình phải rút gọn được cái đơn vị đó. Như vậy muốn rút gọn được đơn vị đó, các bạn phải thống nhất. Được chưa? Như vậy là chúng ta thống nhất bằng cách gì? Đó. Như vậy là các bạn còn nhớ chúng ta đã học là đổi từ kg sang gì các bạn? Sang Newton, đổi sao các bạn? À. Làm sao? Học rồi nha. Cái này là kiến thức của dưới phổ thông. Rồi, các bạn. Các bạn có công thức chuyển đổi mà, từ khối lượng mình chuyển đổi ra Newton đúng không? Ra Newton thì các bạn biết rồi. Như vậy là 1 Newton thì bằng bao nhiêu kg? Bao nhiêu? 1 kg là bằng 10 Newton đúng không? Như vậy là cái này là đang là 2000 kg thì là mình nhân cho 10 đúng không? Vậy thôi. Là mình đổi ra được đơn vị Newton được chưa? Các bạn nhớ chưa? 1 kg là nó sẽ bằng 10 Newton. Cái này các bạn đã học dưới phổ thông không phải dưới cấp 2 rồi. Rồi bây giờ thì làm tiếp, làm từng bước cho các bạn thấy nè, chúng thôi các bạn. Nhiều bạn đúng được. Như bạn các bạn thấy không? Khi mà có đơn vị vô các bạn thấy không? Rồi các bạn cần phải lưu ý nha. Chúng thôi là nó sẽ dễ sai lắm, rất dễ sai. Đó. Như vậy là thầy sẽ suy ra được omega, cứ làm đổi từ từ. Như vậy là đang là đơn vị là kg đúng không? Từ kg đổi về Newton là phải nhân cho 10. Được chưa? Thầy nhân cho 10 nè. Như vậy lúc này đây đơn vị là Newton rồi nè. Các bạn hiểu chưa? Đúng chưa? 1 kg là bằng 10 Newton. Như vậy là 2000 kg thì nó sẽ là bà lấy 2000 nhân với 10 là đổi ra được đơn vị Newton rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Newton với kilonewton vậy là nó cũng chưa thống nhất đơn vị, như vậy là mình phải đổi về cái gì nữa các bạn? Đổi từ kilo, đổi từ Newton ra kilonewton nó thuận hơn, đúng không? Đúng không? Mình phải làm thêm một lần nữa là đổi từ Newton sang kilonewton. Được chưa? Đổi từ Newton sang kilonewton thì phải làm sao? Phải nhân cho mấy? Nhân cho 10 mũ trừ 3. À đúng không? Nhân cho 10 mũ trừ 3. Được chưa? Đổi từ Newton, nếu như bạn nào mà đổi ngược lại từ kilo Newton đổi sang Newton thì nhân cho gì? Ngàn, thì tùy các bạn. Được không? Rồi. Tùy các bạn nha, các bạn muốn thống nhất đổi đơn vị nào thì tùy các bạn. Ví dụ như đổi từ kilo Newton sang Newton thì dưới mẫu này đang là 1 kilo Newton đúng không? Đúng không? Bây giờ thầy đổi sang Newton nè. Thầy đổi sang Newton thì có phải là một nhân với 1000 không? Đúng không? Từ kilonewton sang newton là nhân nhẹ. Rồi vậy là xong. Đúng rồi chưa? Rồi như vậy là đổi theo kiểu này cũng được. Rồi bây giờ mình rút gọn đơn vị nè. Newton, newton rút gọn mất. Như vậy là còn lại 1 trên centi. À, thấy cái này chưa? Đúng không? Như vậy đơn vị của mình là còn lại 1 trên centi thôi. Rồi bây giờ mình gom gọn lại, các bạn bấm thử ra đáp số bao nhiêu. Đó, mình rút gọn đơn vị được đó. Ok. Bây giờ các bạn bấm máy tính coi ra đáp số mấy. Như vậy là 1 chia
ngàn nhân 10 nhân với 0,0 1 được chưa? Rồi sau khi thống nhất hết đơn vị rồi thì nó sẽ ra đơn vị là một trên giây, được chưa? Hay còn gọi là radian trên giây nha. Như vậy là các bạn sẽ điền vào đây là bấm máy tính cho thầy là nó ra được là bằng 2, thầy làm tròn 2,13, được chưa? Đơn vị nó là một trên giây, nắm được không? Rồi vậy là xong bài toán này đó. Như vậy là bài toán mà có số liệu các bạn phải nhớ được cách chuyển đổi đơn vị. Thứ nhất là người ta cho mình khối lượng là kg thì mình phải biết đổi về newton, được không? Thì thầy đã hướng dẫn cách đổi từ từ cho các bạn rồi. Rồi như vậy là bây giờ các bạn sửa cái bài này vô, sau đó chúng ta sẽ qua một cái ví dụ tiếp theo, đúng không? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài này rồi, xác định tần số dao động riêng của hệ xong. Giờ chúng ta chuẩn bị qua ví dụ số 2. Ví dụ số 2 thì nó sẽ phức tạp hơn một xíu, là lúc này đề bài nó sẽ cho các bạn khác cái chỗ gì, đó là chính là số vòng quay. À, nó cho mình thêm cái động cơ nữa. Rồi các bạn sửa xong cái này đi, rồi chúng ta sẽ qua bài tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 2. Bài số 2 của ngày hôm nay là sao? Để nó cho mình gì? Tại chính giữa của dầm AC đây, tại chính giữa của dầm AC đây là mặt cắt 11. Mặt cắt này, cái dầm này nó làm bằng thép chữ Y. Như vậy khi mà làm tới phần thép chữ Y, các bạn cần phải nhớ cái gì các bạn? Liên hệ với bảng tra thép, đúng không? Nhưng mà ở đây là đề nó cũng cho sẵn các bạn luôn rồi, là moment quán tính nè, Y nè, bằng 1840 cm mũ 4, được chưa? Thép chữ Y số hiệu 20 người ta cho mình luôn, sẵn số liệu. Còn ví dụ như nếu như người ta không mình cho mình moment quán tính, đây là các bạn phải tự động lấy cái bảng tra thép. Mà cái bảng tra đó chúng ta học lấy đâu ra? Đó là bảng tra trong cái môn sức bền vật liệu á, đúng không? Chúng ta có cái bảng tra, các bạn phải lấy cái bảng tra đó, các bạn tra ra được cái thông số là moment quán tính, được chưa? Như vậy moment quán tính thì mình sẽ lấy moment quán tính nào trong bảng tra? Thì chúng ta sẽ lấy moment quán tính đối với trục X, nhớ nha. Tại vì khi đi tính là mình phải kể đến cái moment quán tính nào mà nó phải lớn thì nó mới ảnh hưởng. Mà moment quán tính đối với thép chữ Y lớn nhất là moment quán tính đối với trục X. Chứ trục Y nó bé hơn so với trục X, hiểu không? Cho nên là mình phải lấy cái moment quán tính nó lớn, được chưa? Rồi, bây giờ cái mô đun đàn hồi đề cho là 2 x 10 mũ 7 kN trên mét vuông. Nhớ bài này đang đơn vị là mét vuông nè, nó không cho centi nè. Lưu ý nha, phải thống nhất còn đơn vị. Thằng Q này là tải trọng nè, đúng không? Tải trọng của nó có đơn vị là 3.300 N. Rồi, biết ở trên đây người ta cho mình cái lực ly tâm là 20 PLT, đây là lực lệ tâm ha, lực lệ tâm của nó là 25 kN. Rồi, được chưa? Đây, tức là bài toán này cũng là bình thường, nhưng mà nó khác mình thêm cái gì nữa. Nó cho mình quay với một cái vận tốc là có số vòng là 600 vòng trong một phút. Như vậy các bạn cần phải hiểu được cách chuyển đổi cái chỗ này như thế nào nè. Đó, câu A, xác định tần số dao động riêng. Câu B, xác định chuyển vị lớn nhất của khối lượng M và moment uốn lớn nhất. À, moment uốn lớn nhất. Bỏ qua trọng lượng bản thân của dầm và lực cản. Tức là người ta không kể đến trọng lượng bản thân của cái dầm AC này, đúng không? Và lực cản người ta không bỏ qua luôn. Người ta chỉ kể đến những cái lực mà đề nó yêu cầu thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ rõ ràng cái bài này thì nó sẽ bắt đầu phức tạp hơn so với cái bài ví dụ trước mà các bạn đã được biết, đúng không? Thầy đã sửa. Bài này nó sẽ phức tạp hơn. Phức tạp hơn ở chỗ nào? Về nguyên tắc làm thì vẫn giống như vậy, là các bạn cũng phải vẽ ra được cái biểu đồ moment ở trạng thái đơn vị, đúng không? Trạng thái không tải á. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của các bạn chép cái đề xong, vẽ hình vào chi tiết, sau đó thầy sẽ hướng dẫn giải.
Rồi, được chưa các bạn? Xong chưa? Xong chưa? Chúng ta đi tiến hành giải quyết bài toán. Rồi, 1 phút nữa nha. 1 phút nữa thầy sẽ hướng dẫn giải. B L T là lực là tâm, được chưa? Ok, bây giờ thầy vào cái nội dung bài giải nhé. Như vậy bài này bước số 1 các bạn cần lộn chi cũng y chang giống với bài trước, không khác gì các bạn. Cách giải bài này với bài trước là cùng một kiểu giải nha. Bắt buộc là bước số 1 các bạn cần phải ra được cho thầy là cái biểu đồ moment ở trạng thái đơn vị như thầy đã nói đúng không? Muốn giải được dạng này chúng ta phải ra được biểu đồ moment ở trạng thái đơn vị. Chứ còn không ra được biểu đồ moment ở trạng thái đơn vị thì không giải quyết được đâu nha. Các bạn cần phải lưu ý giùm cho thầy. Rồi như vậy lúc này trạng thái đơn vị thì các bạn sẽ bỏ cái gì đi các bạn? Bỏ tải đi. Đúng không? Thầy nói rồi. Các bạn sẽ đi tiến hành là bỏ tải đi. Bỏ tải đi, đặt cho thầy một cái lực B bằng 1 ngay tại vị trí ha để mình xác định được độ mềm của cơ hệ. Ok, như vậy là thầy sẽ lấy lại cũng tương tự như bài trước. Đây, cũng như bài này thôi, không khác gì hết. Cũng như bài này. Đó, cho nên là chúng ta phải học, học mới biết được cách giải các bạn, phải nắm được. Hiểu, vấn đề là phải hiểu nha. Hiểu là cái quan trọng đầu tiên. Rồi, bây giờ thầy đây cái hình này đây. Như vậy là đây là ngay tại vị trí A đúng không? Thì chúng ta sẽ có hai phản lực liên kết đó là Y đa và Y a. Ngay tại vị trí này là vị trí C, chúng ta sẽ có một phản lực liên kết đó chính là IC. Đó là của di động. Rồi, đây là cái vị trí ngay tại vị trí điểm B này nè, là cái motor, cái động cơ của mình á đặt ngay tại vị trí chính giữa của dập, đúng không? Và thầy khoảng cách từ đây đến đây là 1,5, từ đây đến đây là 1,5. Như vậy là thầy sẽ đặt một cái lực B bằng 1 ngay tại vị trí B hướng từ trên hướng xuống. Vậy là xong. Vậy thôi các bạn, đâu có gì khó đâu. Đúng không? Rồi bây giờ viết phương trình cân bằng thì thầy sẽ lấy tổng moment đối điểm A. Khi mà thầy lấy tổng moment đối điểm A thì thầy sẽ vẽ đi từ đầu C vẽ qua. Đúng không? Rồi lấy cái viết ra, giữ nằm ngang lại cho lực tác dụng lên. IC tác dụng đẩy cho cái viết của các bạn quay ngược chiều. Vậy là dấu dương. Như vậy là dương IC cánh tay đòn từ C tới A là 3 m thầy chân 3. Rồi có sẵn. Tương tự bây giờ lực một này nè, cái lực B bằng một này tác dụng từ trên xuống làm cho cây viết của các bạn quay cùng chiều là dấu trừ, như vậy trừ một cánh tay đòn từ B vào A là 1,5 thầy nhân với 1,5 m đúng chưa? Vậy tới đây thầy sẽ nhanh chóng đi tìm ra được IC. Như vậy IC rút gọn đi 1,5, 1,5 là 3/2. Như vậy là chúng ta lấy máy tính chúng ta bấm. Bấm với thầy nha. Tự mình bấm. Vậy là 1,5 chia 3 thì nó bằng 0,5, tức là IC bằng 1/2. Thầy để phân số đi, được chưa? Không có đơn vị, đúng không? Không có đơn vị như hồi nãy thầy đã nói rồi. Như vậy IC của mình là bằng 1/2. Rồi. Xong, bây giờ đi tiến hành vẽ biểu đồ nội lực, vẽ biểu đồ moment ở trạng thái đơn vị. Bước tiếp theo, y chang bài trước, đây, vẽ biểu đồ moment, lấy bài trước. Và thấy không, không khác gì về cách làm so với bài trước. Mà nhiều bạn kêu là nhìn vô bài này do mình chưa giải qua cho nên là các bạn thấy là nó rối, sao nó lạ quá vậy. Thứ thật ra là bản chất nó cánh lùm y chang. Nha, phải biểu đồ moment. Rồi, bây giờ từ từ.
Từ từ bình tĩnh ha, chúng ta sẽ vẽ biểu đồ moment. Đây, thì để đây tí nữa thì sẽ dời lên. Được chưa? Chúng ta ký hiệu đây là biểu đồ M1. Rồi, bây giờ IC mình tính ra là 1 phần 2 đúng không bạn? Thì thép vào đây là 1 phần 2 này để thầy vẽ. Vậy là các bạn biết rồi, biết cách vẽ rồi. Như vậy ngay tại vị trí C là bằng 0, mình sẽ vẽ ngay tại vị trí B. Như vậy là 1 phần 2 này nó tác dụng từ dưới lên, thì nó sẽ làm cho cái đoạn CB của mình là căn thứ dưới, đúng không? Như vậy là thầy sẽ kéo một cái tung độ kéo xuống dưới vậy thôi. Đâu có gì khó đâu đúng không ạ? Rồi, có tung độ 0 và tung độ này, chúng ta lấy cái thứ cứ nối lại là đường thẳng. Được chưa? Đúng không? Đúng rồi, như vậy là chúng ta sẽ có là 1 phần 2 nhân với cánh tay đòn. Cánh tay đòn của đoạn này là mấy? À, để cho đoạn này là bao nhiêu? 1,5. Như vậy là 1 phần 2 là 0,5 nhân với 1,5 là bằng 0,75. Tức là bằng mấy đây các bạn? 3 phần 4 mét. Nhớ ghi cả đơn vị nha. 3 phần 4 mét. Ok. Được chưa? Rồi, như vậy đây là 3 phần 4 mét. Rồi, vậy là xong tung độ này. Bắt buộc điểm cuối cùng phải về gì các bạn? Về không đúng không? Mình học rồi. Bắt buộc điểm cuối cùng mình phải về. Nó về không. Rồi ngay tại đây thì nối về không. Vậy là xong. Ok nha. Giải quyết xong hết rồi. Bây giờ chúng ta nhiệm vụ của các bạn là biểu diễn trọng tâm. Như vậy là hai hình này diện tích nó bằng nhau hết. Tung độ nó cũng sẽ bằng nhau luôn. Đúng không ạ? Hai hình này diện tích là nó là bằng nhau. Như vậy là tung độ bằng nhau. Chúng ta chỉ cần tính một hình thôi. Suy ra hình còn lại. Nhưng mà mình vẫn cứ phải ký hiệu vào đây là hình số 1, hình số 2. Ôm 1, ôm 2 vô. Các bạn hiểu không? Mặc dù hai hình này là... Đúng không? Hình tam giác bên này nè. Bên trái nè. Nó sẽ bằng với hình tam giác bên phải luôn nè. Đúng không ạ? Nó bằng nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ký hiệu vào đây. Thầy sẽ ký hiệu lấy trọng tâm của hình tam giác. Giao điểm của ba đường trung tuyến, chúng ta lấy không từ đỉnh này hạ đường này xuống, rồi từ đỉnh này hạ đường xuống, như vậy giao nhau ngay đây, mình cho ước lượng thôi. Được chưa? Như vậy thầy ký hiệu ở đây là O1 vậy thôi. Rồi sau đó vẽ tung độ đi qua dấu chấm tròn đó, vậy là xong. Ký hiệu ở đây là F1. Không rõ chưa? Tương tự như rứa, bây giờ thầy sẽ biểu diễn trọng tâm của cái hình tam giác thứ hai, giao điểm của ba đường trung tuyến. Đúng chưa? Đây. Rồi, lấy tung độ, vẽ ngang cho thầy cái đường tung độ đi ngang trọng tâm của hình này. Đúng chưa? Ký hiệu vào đây là O2. Rồi, tung độ là F2. Xong. Đó, khi làm bài, các bạn phải biểu diễn đầy đủ như vậy. Vậy là xong rồi. Bây giờ tôi tiếp theo mình lộn gì? Bây giờ tiếp theo là các bạn đi tính độ mềm của cơ hệ này chứ lộn gì đâu, đúng không? Mình phải đi tính độ mềm của cơ hệ. Như vậy để đi tính độ mềm của cơ hệ thì đầu tiên các bạn cũng y chang như bài trước là các bạn sẽ đi xác định, đi tính cho thầy diện tích. Nhưng mà bài này diện tích với tung độ thì khỏe, với O1 bằng O2 luôn. Đúng không? Đúng không? Không cần phải tính dài dòng nó lâu, với diện tích hình số 1 bằng diện tích hình số 2. Rồi, bằng công thức là 3 phần 4 mét, 1 phần 2 đường cao. Đường cao là 3 phần 4 mét. Đúng không? Hình tam giác mà, 3 phần 4 mét nhân với cạnh đáy, từ đây đến đây là 1,5 mét. 1,5 là 3 phần 2 á. Đúng rồi, đúng không? Đây nè, từ đây đến đây là 1,5m, 1,5m mà thay đổi ra phân số là 3/2 đó, đúng không ạ? Thay đổi ra là 3/2m. Nhớ ghi đơn vị nha. Như vậy là chúng ta sẽ có 9/16 mét bình. Xong. Được chưa? Như vậy là diện tích chúng ta đã tính xong rồi đó. Là 9/16. Rồi bây giờ qua tung độ. Giờ tung độ F1 sẽ bằng với F2 luôn. Đúng rồi, mình chỉ tính một thằng thôi. Như vậy là lập tam giác đồng dạng, các bạn biết rồi, tam giác này nè, tam giác thầy đang rê chuồng này. Đồng dạng với cái tam giác lớn này nè. Đó, đúng chưa? Như vậy là chúng ta sẽ lấy F1 chia cho 3/4 mét. Đây. 3/4 mét sẽ bằng khoảng cách từ đây đến đây là chiếm 2/3 của 1,5m, đúng không? 2/3 của 1,5m. Rồi, chia cho khoảng cách từ đây đến đây là 1,5m. Rồi, như vậy là thầy rút gọn 1,5 với 1,5m đi. Như vậy nó sẽ còn lại là rút gọn đi là 1/2m. Như vậy F1 của mình rút gọn nó sẽ là bằng 1/2m. Và tương ứng với lại bằng F2 luôn. Các bạn nhớ chưa? Như vậy là F2 của mình cũng bằng 1/2m luôn. Đúng không? Không cần tính. Hiểu chưa? Không cần tính F2, F2, F1 bằng nhau mà. Rồi, ok.
Bây giờ tới đây chúng ta sẽ suy ra được độ mềm của cơ hệ. Phải ra được độ mềm của cơ hệ. Đây. Cứ rướm vào lồm. À. Độ mềm của cơ hệ. Độ mềm cơ hệ chúng ta sẽ có ôm 1 nhân với F1 cộng với ôm 2 nhân F2. Rồi chia cho 1 nhân ơi. Nhưng mà thật ra hình số 1 và hình số 2 giống nhau. Mình chỉ cần tính 1 hình nhân 2 thôi là cũng được. Được không? Rồi nói chung là cái này là kỹ năng thôi. Rồi nhớ là đơn vị của nó nha. Rồi bây giờ thầy sẽ tính thử cái này là bao nhiêu. Mình phải bấm. Như vậy là 9 phần 36. Nó sẽ là 9 phần 16 à, 9 phần 32. 16 nhân 2 là 32. Đúng không? Ôm 1 nhân với F1 cộng với thằng này nữa là 2 lần nữa, tức là thằng này sẽ là bằng 18 phần 32 đó, nhân 2 lần lên. Nói chung là các bạn tự bấm máy tính ha, làm sao ra được đáp số giống thầy. Kiểm tra thử. Chín nhân một rồi 16 là 9 phần 32, 9 nhân 2 18 rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có 32. Rồi, như vậy là chúng ta bấm ra là bao nhiêu? Đúng không? Đúng rồi đó. Như vậy là 18 phần 32. Bắt đầu mình mới thế số vô nè. Thế số vô cho nó chính xác. Như vậy đề nó cho mình đang đơn vị là gì nè. Mình phải thống nhất đơn vị. Thằng này đang là mét, thằng này đang centi. À, vừa mét vừa centi thì tùy các bạn muốn đổi ra về đơn vị nào miễn là thống nhất thôi. Như vậy là thầy đổi về mét đi ha, thầy quy về mét đi. Centi cũng được, tùy các bạn. Quy về trước cũng được nha. Muốn quy về đơn vị nào là do mình quyết định mà. Rồi, ok. Bây giờ nếu centi thì để centi rồi. Bây giờ E là 2 nhân 10 mũ 7 kN trên mét vuông. Thế vào. E. Hai nhân 10 mũ 7 kilo Newton trên cm vuông, ghi đơn vị vô các bạn để nó thống nhất được, chứ còn không ghi đơn vị là mình không theo. Rồi y của mình đâu? 1814 cm mũ 4, 1814 cm mũ 4. Được chưa? Rồi thằng này centi centi, như vậy mình đổi từ mét ra centi đi ha, cho nó thuận luôn. Được không? Như vậy mét để si centi thì cái này là nhân cho 100. Đó, centi. Mình thấy không? Thằng trên này centi mũ 3 rút gọn cho centi mũ 2 thì trên tử còn centi nè. Được chưa? Như vậy đơn vị của nó là centi trên kilo Newton nè. Rồi, chúng ta bấm thử. Mét deci centi rồi, ok đủ rồi, 18. À cái này là mét vuông, sorry. Mét vuông, cái này là mét vuông. Như vậy là thằng này đang mét vuông đúng không? Thầy đổi về centi mét vuông. Từ mét đổi về centi là nhân cho 100. Như vậy là từ mét vuông mà đổi về centi mét vuông á. Đúng không? Từ mét vuông mà đổi về centi mét vuông, nó đang là mét vuông rồi. Thì đổi về centi mét vuông là mình cũng phải nhân cho thêm hai số 0 là 100 nữa, đúng không?
Đúng rồi, thì cái này nó trở thành là cm vuông. Đó, dưới mẫu đó các bạn còn phải lưu ý đơn vị nha. Đơn vị là từ mét vuông, nhớ dùm đổi dùm đơn vị cho thầy nha. Mét vuông 1 mét, mét deci centi. Như vậy cái này đang là 100 deci cm đến vuông nè, rồi thêm hai số 0 nữa. Đó, như vậy thì mới đủ. Nha, mét deci centi từ mét đổi sang centi thì nhân cho 100 thì nó cách hai số 0. Đúng không? Mét rồi deci rồi tới centi. Như vậy phần này là mét vuông đổi sang cm vuông thì từ mét vuông đổi sang deci mét vuông. Deci mét vuông là nhân 100, mà từ deci mét vuông đổi sang centi là nhân tiếp 100 nữa, như vậy là phải là đổi cho nó đúng nè ha. Như vậy nó sẽ là 10.000 cm vuông, được chưa? 1 mét vuông thì bằng 10.000 cm vuông. Rồi đủ rồi đó. Thống nhất hết đơn vị rồi các bạn. Các bạn thấy cẩn thận không? Rất nguy hiểm phần này. Đơn vị là mình phải làm từ từ, mình phải đổi từ từ nha. Thầy dặn rồi. Bạn nào mà làm ẩu là dễ, rất dễ sai. Ẩu là đi thi là dễ đai nha. Chia cho 32 nhân với 2 nhân 10 mũ 7. Nhân 1814, 1814 chia 10.000. Rồi như vậy nó sẽ bằng 0,155. Đó, các bạn bấm kiểm tra giúp thầy đi, 0,155. Được chưa? Rồi chúng ta sửa này vô. Giờ là chuẩn bị qua tới đây là chúng ta coi thử coi đơn bài này đơn vị nó cho mình khối lượng, đơn vị là gì. Nó cho mình thằng này nó đang đơn vị là Newton nữa nè, cái này cũng căng này nha. Rồi chúng ta sửa vô đi. Rồi tiếp nhé, như vậy là bây giờ thầy sẽ xóa cái này đi. Đó, để cho nó gọn cái slide lại. Sau khi ra được cái độ mềm, này là độ mềm. Rồi, biểu đồ moment. Moment chứ. Moment, đúng không? Yeah, rồi. Ra được này, bây giờ tương tự, mình sẽ đi tính tần số dao động riêng. Đó là bước 3. Đó, bây giờ quan trọng là tần số dao động riêng của các bạn. Bài này nó không cho mình M, vậy mình dùng cái công thức gì? Chúng ta đã học lý thuyết rồi, mình phải quay ngược lại cái lý thuyết. Rồi, thấy nào? Như vậy nếu như nó không cho mình khối lượng thì mình đâu có dùng được công thức này đâu, đúng không bạn? Công thức này lại càng không, tại vì mình không có độ cứng K. Như vậy chúng ta sử dụng công thức này nè. Đó, chúng ta sử dụng công thức này nè các bạn. À, nha, lưu ý giùm thầy, lấy G là 9,81 mét trên dây bình. Dạ, yeah, G là 9,81 mét trên dây bình đó. Thấy không? Phải tùy theo tình huống nha các bạn, chứ không phải là lúc nào các bạn cũng là phải dùng đúng công thức này đâu. Đó, nhớ giùm thầy, chúng ta dùng công thức màu đỏ này nè. G của mình là bằng 9,81 mét trên dây bình. Rồi. Bây giờ quy lớn để cho là bao nhiêu cứ thếu vào. Bài này. Oh, sorry. Thầy thế nhầm rồi. Đây. 9,81. Nhớ ghi hết đơn vị vô để mình theo dõi. Quy lớn là 300 Newton.
Rồi delta 11. Đây. Lại tiếp tục đổi đơn vị. Đúng không? Trên này cũng phải đổi nè, nó đang là mét này. Tiếp tục ra, mình phải đổi đơn vị. Đó, tùy các bạn muốn thống nhất theo đơn vị nào là phải thống nhất từ đầu tới cuối. Được chưa? Cái này là phải do các bạn tự đổi đơn vị thống nhất từ đầu đến cuối. Rồi như vậy là từ kilonewton mà mình đổi sang newton là mình nhân ngàn cho nó thuận cũng được, đúng không? Dưới này nè, dưới mẫu nè. Được chưa? Như vậy là chúng ta cứ bê đúng vậy thôi. Rồi dưới mẫu là thay đổi lại là nhân với 1.000 nè, thấy chưa? Đã ra được newton, newton với newton này là rút gọn rồi, đúng không? Như vậy là còn đơn vị trên này thôi, như vậy là đơn vị này là centi, như vậy là thằng này đang mét, như vậy là từ mét mà đổi về centi là nhân cho bao nhiêu? Nhân cho phần trăm, mét deci centi. Thì thằng mét này đổi về centi đúng không? Đó, như vậy là chúng ta đã đổi đơn vị rút gọn được rồi. Như vậy là thống nhất đơn vị xong hết rồi đó các bạn. Rồi, như vậy là thống nhất hết đơn vị rồi. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là đi tính. Tính như vậy là các bạn sẽ có 9,81 nhân 100 chia cho 300 nhân 0,155 chia cho 1.000. Là nó sẽ bằng 145,2247. Được chưa? 145,247. Rồi ok, vậy là xong. Vậy là tần số dao động riêng của mình đã giải quyết xong. Rồi, bây giờ tiếp nè. Bước tiếp theo để làm được cái câu ý này đúng không các bạn? Xác định tần số dao động riêng là xong rồi. Bây giờ các bạn nhớ giùm cho thầy để xác định được, tìm ra được chuyển vị lớn nhất của khối lượng và momen uốn lớn nhất nha. Thì mình sẽ làm như sau. Như vậy mình còn cái số liệu bài toán này, cái nào mình chưa khai thác? Cái này là mình đã khai thác hết rồi. Như vậy mình còn cái lực lệch tâm và số vòng quay trên phút đúng không? Vậy là từ cái lực lệch tâm, số vòng quay trên phút mình sẽ suy ra được điều gì? Như vậy là các bạn cần phải nói lại cái công thức ngay chỗ này lần nữa cho thầy. Đây. Rồi, như vậy là bắt đầu để giải quyết được câu B nha. Nhớ giùm thầy cách xử lý câu B nè. Rồi câu B. 4 để giải quyết câu B. Như vậy là từ cái lực lệch tâm và số vòng quay trên phút nha. Chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ sử dụng cái số vòng quay trên phút trước cho thầy. Như vậy đầu tiên là thầy sẽ đi tính tần số động của motor trước. Nhớ giùm thầy nha. Các bước giải á, các bước giải như vậy, nhớ mà thầy nhắc lại nè, phương pháp giải cái câu 2 á, để xác định chuyển vị lớn nhất và moment lớn nhất, moment uốn lớn nhất, thì các bạn sẽ dựa vào cái, đương nhiên là mình sẽ dựa vào số vòng quay trên phút của cái motor này rồi. Như vậy nếu như từ đó thì các bạn sẽ đi tính cho thầy cái gì? Rồi, các gạch đầu dòng như sau, các bạn sẽ đi tính cho thầy cái bước là tần số động của motor, tần số động của motor. Nha, chúng ta phải đi tìm cho thầy tần số động. Rồi. Tần số động của motor thì các bạn sẽ ký hiệu theo công thức nào? Nói lại hết. Nhớ nha. Là thầy sẽ ký hiệu là omega 1 đi. Chúng ta đã học trong môn cơ học lý thuyết rồi. Omega bằng cái gì các bạn? Thầy sẽ ký hiệu là omega 1 đây ha. Omega 1 sẽ bằng cái gì? N nhân pi chia 30 đúng không? N là số vòng quay các bạn học rồi. Đúng không ạ? N nhân pi chia 30. Nha, cái này là công thức chúng ta đã học trong môn cơ học lý thuyết rồi, đổi từ số vòng quay ra vận tốc gốc đúng không? Này gọi hay còn gọi là tần số động này. Được chưa?
Như vậy N để cho là đơn vị chuẩn của mình, N bắt buộc khi đề nó phải cho là vòng chánh phúc mới có dùng được công thức này nha. Còn nếu như N chưa phải vòng chánh phúc thì các bạn phải đổi về vòng chánh phúc. Đúng rồi. Nhớ chưa? Như vậy là đây là 600 vòng chánh phúc, như vậy là đơn vị chuẩn rồi nè. Như vậy là thầy sẽ ráp vào đây. Như vậy là thầy sẽ có 600 nhân với pi chia cho 30. Rồi như vậy đơn vị chuẩn của nó là 1 trên radian. Được không? Hoặc là radian trên giây là như nhau nha, 1 trên radian hoặc là radian trên giây. Như vậy là các bạn sẽ thấy là 60 chia cho 600 chia 30 là bằng 20 pi. Rồi đơn vị chuẩn của nó là 1 trên giây. Đơn vị của tần số đó, nó giống như thằng này. Hiểu không? Tần số đồng với lại tần số dao động riêng là đơn vị chuẩn là 1 trên giây. Rồi, bước thứ hai, gạch đầu dòng thứ hai để đi tìm chuyển vị, các bạn phải đi tìm cho thầy hệ số động ca động. À, chúng ta sẽ đi tìm cho thầy hệ số ca động. Nhớ cách làm nha. Cái bài này là một cái bài mà cách làm của nó chúng ta bổ sung thêm công thức cho thầy. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ đi tìm cho thầy hệ số động. Hệ số động. Được chưa? Hệ số động thì người ta trong công thức người ta sẽ ký hiệu là K động sẽ bằng bằng cái gì? Theo đúng công thức thì các bạn nhớ nó lại công thức này sẽ bằng 1 chia cho tuyệt đối. Một chia cho một trừ, nhớ cho bên thầy nha, một chia cho một trừ omega một bình phương chia cho omega bình phương. Đây, đây là công thức nha, omega một bình phương chia cho omega bình phương. Rồi như vậy các bạn nó đóng khung lại công thức này cho thầy, đi tìm hệ số. Để đi tính bài toán, giải quyết bài toán tính chuyển vị thì bắt buộc chúng ta phải dùng công thức này nha. Chúng ta có hai bước chính, đó là bước đi tìm cho thầy tần số động của cái motor này nè. Cái motor này nó quay thì nó sẽ có một cái tần số riêng của nó, được không? Đây gọi là tần số động, được chưa? Do cái lực lệ tâm này gây ra. Rồi thì mình phải có hệ số ca động. Rồi, các bạn ráp số vô, các bạn tính giùm thầy ra bao nhiêu. Như vậy là một trừ đi cho omega một bình chia cho omega bình 2 4 7. Thì hệ số ca động của mình là bằng 1,23. Ok. Rồi sau khi ra được hệ số ca động, bây giờ tiếp theo mình làm cái gì? Rồi bây giờ tiếp theo là các bạn sẽ đi tính dùm cho thầy là cái chuyển vị. Vậy thôi. Bây giờ chuyển vị do moment, chuyển vị lớn nhất ha, chuyển vị lớn nhất. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ghi vào lời giải chính thức nè. Nhớ nha, suy ra chuyển vị lớn nhất, công thức đóng khung luôn. Đầu tiên công thức này tính chuyển vị lớn nhất. Chuyển vị lớn nhất đóng khung lại cho thầy luôn nha. Chuyển vị lớn nhất là do cái tải trọng gây ra. Thì chuyển vị lớn nhất ở đây thầy sẽ đặt là Y max. Y hoặc V gì cũng được tùy các bạn. Chưa? Đúng không? Trong suất bền là chúng ta là học chuyển vị là mình ký hiệu là chữ Y. Rồi. Chuyển vị lớn nhất là Y max sẽ bằng K động nhân với lực lệch tâm nhân với lại độ mềm của cơ hệ. Đó, đây là công thức nha. Sẽ bằng K động, công thức nè, nhân với lực lệch tâm, V lệch tâm, rồi nhân với lại độ mềm của cơ hệ. Đây,
Rồi, đóng khung thức màu đỏ này lại cho thầy. Dạ, đây là công thức đi tính chuyển vị lớn nhất. Rồi các bạn tự thêm số vô, như vậy là K động mình là 1,23, cái này hằng số. Nhân với B lệch tâm đề cho mình là bao nhiêu theo đúng đề bài? 25 kN. Đúng chưa? Đúng chưa? 1,23 nhân với 25 kN nè, thằng này đơn vị là kN nè, nhân với delta 11. Delta 11 của mình ra bao nhiêu? Đây. Ghi đơn vị vô để mình biết được cuối cùng chuyển vị nó ra đơn vị là bao nhiêu. Như vậy kN rút gọn với kN, như vậy chuyển vị của mình ra theo đơn vị là centi. Đúng không? Rồi, các bạn tự bấm nha. Tiếp, bây giờ sau khi ra được chuyển vị lớn nhất, bây giờ nó còn moment lớn nhất đúng không? Đề nó yêu cầu mình thay ý mà. Như vậy là thầy sẽ suy ra được moment lớn nhất do tải trọng gây ra. Nha, moment lớn nhất. Như vậy moment lớn nhất thầy ký hiệu là Mmax. Các bạn đóng khung thức này lại luôn. Mmax sẽ bằng cái gì? Đó. Về Mmax của mình sẽ là bằng K động nhân với lực ly tâm. Vẫn là K động nhân với lực ly tâm, nó chỉ khác nhau ở chỗ gì thôi. À, thay vì cái này là nhân với độ mềm của cơ hệ, nhưng mà cái chỗ khi đi tính moment nó không có nhân với độ mềm. Mà cái này các bạn nhớ dùm cho thầy, chúng ta sẽ quay lại cái biểu đồ moment ở trạng thái đơn vị của các bạn, lấy cho thầy con số lớn nhất trên biểu đồ. Đây nè. Đây, như vậy dựa vào biểu đồ moment của mình nè. Đây không? Đúng không? Đây là biểu đồ moment uống của mình nè. Như vậy là giá trị lớn nhất của biểu đồ moment lớn nhất của mình đây là 3/4 m. Như vậy là thầy bỏ vào đây. Hiểu chưa? Dựa vào biểu đồ moment của mình á, giá trị lớn nhất nó bao nhiêu thì thế ráp vào đây. Đây là 3/4 m. Rồi như là xong. Bạn ráp vô như vậy K động này. Lực ly tâm này. Rồi nhân với lại tung độ lớn nhất của nó nè. Đúng không? Rồi như vậy ra đơn vị moment của bài này là kN nhân m. Vậy là xong. À kN. Ờ à, đúng rồi. Tại vì 3/4 này đang đơn vị là m, còn bạn nào muốn đổi về centi thì đổi kN về nhân với centi. Được không? Nhưng mà bài này nó đâu yêu cầu là bắt buộc mình phải đi tính moment theo đơn vị nào đâu, cho nên là các bạn ra tới đây là được rồi, là dừng được. Hiểu ý chứ? Được không? Ra tới đây là dừng được. Rồi. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các bạn xong cái dạng mới lạ. Được chưa? Được không? Cái dạng này là dạng mới nha, xác định tần số dao động riêng rồi tính chuyển vị rồi đi tìm moment uốn lớn nhất. Đây là một cái dạng mới các bạn cần phải lưu ý giùm cho thầy. Rồi, đừng lưu ý những cái công thức này nha. Và công thức này. Như vậy là khá nhiều công thức các bạn đóng khung cho cái ví dụ số 2 này. Các bạn học được nhiều công thức trong đây. Đóng khung đưa lại. Rồi, như vậy các bạn sửa vô đi.
Rồi, ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp qua một cái ví dụ mới nữa, cũng là một bài dạng khác để các bạn nắm được cách làm. Vậy là thầy sẽ cho cái bài này như sau. Bài sẽ vẽ cái hình này vô nhé. Đây là ví dụ. Hai chấm bốn. Xác định cũng là xác định tần số ha, mình vẫn là xoay quanh xác định tần số dao động. Bây giờ nó sẽ cho mình cái hệ như thế này. Đó. Được chưa? Đây là dạng bài toán mà các bạn học trong suất bền vật liệu các bạn quen rồi. Đây là bài toán kéo nén đúng tâm đúng không? Nhưng mà bài toán kéo nén đúng tâm của mình là chỉ đi tìm cái gì thôi các bạn, trong suất bền là mình chỉ đi tìm biến dạng dài dọc trục thôi đúng không các bạn, đúng không, hoặc kiểm tra ứng suất của từng đoạn trục thôi. Nhưng mà trong bài toán động lực học công trình này của chúng ta là đi tìm tần số ha, tần số dao động riêng của cái trục này. Tức là khi mà cái trục này nó có biến dạng dài dọc trục á thì nó sẽ còn có cái tần số dao động của nó là bao nhiêu khi mà có một cái tải trọng nó kéo như thế này. Đây, tải trọng này. Như vậy là cái bài toán trục bậc của các bạn là có 3 đoạn trục là 1m, 0,75 và 0,5m như hình. Được chưa? Tương ứng với lại mỗi một đoạn nó sẽ có một đường kính khác nhau. Đường kính đoạn này là 3cm. Vậy thầy ký hiệu đây là D2 đi. Đoạn này là D1 đi. Được chưa? Đoạn này là D3. Rồi. Bỏ qua trọng lượng bản thân của cái trục này nha. Bỏ qua trọng lượng bản thân của cái trục này. Rồi, các bạn vẽ nhanh cái đề bài vô. Cho mình mô đun đầu hồi vật liệu là 2 x 10 mũ 7 N trên cm vuông. Nhớ là đơn vị nè, khoảng cách này thì lại là mét nè. Đơn vị này thì lại cm vuông nè, thấy chưa? Newton cm vuông, còn đường kính thì lại là cm nè. Thấy không? Rồi, và tải trọng nó tác dụng ngay tại đầu trục lại là kN nè. Nó rất là, đơn vị của nó không đồng nhất nè, thấy không? Nó không có theo một cái đơn vị nào chung hết, thấy chưa? Cho nên là làm bài thì nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là các bạn phần này môn này không có khó. Khó là ở chỗ là các bạn phải làm sao mà tính toán phải cẩn thận. Đơn vị mình phải làm cho nó thật chính xác nha. Chỉ cần biến đổi đơn vị sai là kéo theo cả bài toán của chúng ta sai kết quả hết từ đầu tới cuối.
Rồi bài này dễ sao? Dành rồi bài toán trục bậc. Cái bài dạng này thì chúng ta không có phải biểu đồ moment ra để tính ra được độ mềm đúng không? Đúng chưa? Thì hôm trước chúng ta cũng đã học lý thuyết, thầy đã nói cái phương pháp giải ngay chỗ này đây. Được chưa? Như vậy là đối với lại cái dạng mà hệ của mình á là chỉ chịu kéo nén thôi. Thấy cái này không? Các bạn đã chép cái này cho ngay chỗ này rồi đúng không? Bài số 1 chúng ta đã được học. Như vậy đối với hệ mà chỉ chịu kéo nén lũng tăm thì các bạn sẽ cho thầy cái lực B bằng 1 ngay tại vị trí khối lượng, cứ đặt ngay tại vị trí khối lượng đúng không? Để mình lập cái trạng thái K. Rồi sau đó các bạn đi tính độ mềm của cơ hệ, tức là độ mềm của cơ hệ tức là lúc này là bằng biến dạng dài đó, dọc trục. Nhưng mà thay vì biến dạng dài dọc trục của mình á là bình thường là mình phải lấy lực dọc đúng không? Mình nhân nhân với chiều dài của đoạn trục đó chia cho nhân với tiết diện của đoạn trục đó, nhưng mà bây giờ mình đã cho B bằng 1 rồi, tức là mình cho nên lúc này nó không còn là biến dạng dài dọc trục mà ở đây gọi là độ mềm của cơ hệ, hiểu chưa? Đó. Rồi cứ áp dụng theo đúng cái công thức bữa trước chúng ta ghi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ qua lời giải chi tiết. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tiến hành là xác định độ mềm của cơ hệ ha. Như vậy là muốn xác định được độ mềm của cơ hệ là các bạn cũng y chang như vậy, lập trạng thái K. Được chưa? Cũng vậy vậy. Cũng phải trình bày như vậy. Đạt B bằng 1 tại vị trí khối lượng. Đúng không? Rồi, như vậy lúc này các bạn đi thi và sẽ vẽ lại cái hình này. Vẽ lại hình này, hiểu không các bạn? Và tháo cái tải trọng trọng này ra là 40 kN, bỏ nó ra. Thay thế cho thầy bằng một mũi tên. Hướng xuống, luôn luôn hướng xuống và B bằng 1. À. Chưa? Ngay đây. Đúng không? Bỏ cái tải trọng đó ra, thay B bằng 1 ở đây. Đó, như vậy là khi làm bài các bạn phải làm như thế này nè. Làm rõ chưa? Đây. Rồi như vậy là chúng ta đã làm xong được bước thủ tục bước 1. Bây giờ bước tiếp theo là xác định độ mềm của cơ hệ. Rồi bây giờ bước tiếp theo suy ra bước 2. Nhớ làm dạng này, độ mềm của cơ hệ. Rồi, nhưng mà lúc này không dùng công thức này, không phải là công thức này, không phải là dạng dầm, mà nó phải dùng công thức như hồi nãy các bạn đã được biết, đó chính là bằng B nhân với lại L1 đúng không? Thầy đặt đây là đoạn này, đoạn số 1 đi, L1 B nhân với L1 chia cho E nhân với F1 đúng không? E nhân với A1, A là tiết diện, diện tích á, tiết diện của mặt cắt ngang cộng. Tương tự như vậy, B nhân với L2 nhân với lại E nhân với lại A2. Tại vì ở đây nó thay đổi tiết diện, còn mô đun đàn hồi vật liệu E là giống nhau, cho nên là thầy ký hiệu chữ E thôi chứ không có E1, E2 chi, các bạn hiểu không? Còn khi nào mà nó khác mô đun đàn hồi vật liệu của từng đoạn trục thì mình ký hiệu E1, E2, E3 ra. Rồi, nhân với L3 chia cho A3. Được chưa? Rồi, giờ nhiệm vụ ở đây, chúng ta sẽ đi thế vô để suy ra được độ mềm của cơ hệ. Thế số vào. Rồi B bằng 1 thì khỏi phải nói rồi. Đây là L1. L1 bây giờ thống nhất đơn vị nè. Mình qua đây là chữ E. Mình coi là đơn vị nó là cm. Vậy đổi về cm đi. Giờ thì ráp đơn vị này qua đây đi. Để dễ dàng theo dõi. Đây E của mình đơn vị này đây. Như vậy là L1 thay đổi về cm luôn nha. 0,5 m. 0,5 thì nhân cho 100 nữa. Rồi tiết diện này là đang centi, rồi BD bình phương chia 4. Đúng không? Tiết diện nó cho đường kính thì tiết diện phải là hình tròn. Vậy là mặt cắt ngang của mình là hình tròn B D bình phương chia 4. Là 2 bình chia 4. Được chưa? Thầy ghi lên đây nè, chữ B lên đây nè. Được không? Rồi. Về thằng này sẽ là cm vuông. Rồi, cm bỏ hết đơn vị đi nha. Về nó thống nhất cùng đơn vị rồi, còn nếu ghi đơn vị thì phải ghi đây đầy đủ. Đó, như vậy đây là cm vuông này.
Còn thằng này trên này là centi nè, thấy chưa? Như vậy centimet vuông rút gọn này, như vậy là độ mềm của mình đơn vị là centi trên newton nè, các bạn thấy không? Hiểu nào? Rồi, tương tự như rứa. Như vậy là một nhân với chiều dài đoạn trục này là 0,75 thay đổi về centi. Rồi bi 3 bình. Rồi. 1 nhân với lại 1 mét đổi về centi nhân trăm. Đường kính là 4 bình. Rồi, tới đây chúng ta bấm máy tính để suy ra được độ mềm của cơ hệ đơn vị là centi trên newton. Đó. Rồi, ta bấm thử. Biểu thức nó khá dài. Hai nhân cho 17 nhân pi cộng 0,75 số nó khá bé nha các bạn, là 0,000, mình điền hết vô luôn, bé lắm. Dạng này là tìm độ mềm cơ hệ nó bé lắm, 0,0245 số 0. Một. Bạn nào mà làm tròn hai số 0 rồi tới đây là bằng 0 rồi, thấy không? 0 3 4 5 2 4 5 1 7 2 4 2 1 7 2 4 2, thấy chưa? Số nó rất bé, ai mà làm tròn hai số là coi như mất tiêu rồi. Độ mềm cơ hệ này coi như nó bằng không rồi, thấy không? Mà thấy chưa? Cho nên là làm bài của chúng ta phải cẩn thận nha. Rồi, ra được độ mềm của cơ hệ rồi, như vậy là tới đây chúng ta sẽ ra được cái gì? Tần số dao động riêng, bước 3. Ra được độ mềm là ra được tần số dao động riêng. Y chang như mấy bài này thôi đúng không? Ra được độ mềm rồi là mình sẽ đi tính tiếp tần số dao động riêng của cơ hệ. Được chưa? Như vậy là tần số dao động riêng cơ hệ là mình cũng phải dùng công thức này nè. Có quy, bài này có quy mà. Mình sẽ tính toán liên quan tới quy. Được chưa? Tần số dao động riêng. G là 9,81 rồi. Quy đề bài này cho là bao nhiêu? 40 Newton, kilo Newton à. Thằng này là 40 kilo Newton. Được chưa? Nhân với độ mềm. Này đang là Newton. Đó. Đúng không? Như vậy là từ kilo Newton đổi ra Newton nó thuận hơn là nhân cho 1.000. Đã ra Newton. Rồi mét trên này đổi về centi là nhân cho 100. Đó. Vậy các bạn đã đổi được đơn vị nó thống nhất rồi. Bây giờ bấm máy. 9,81. Không phải không một bảy hai bốn hai. Bấm máy tính phải cẩn thận các bạn, phần này bấm máy tính là rất là căng nha. Dễ sai tại vì số nó rất là bé và nó dài, cho
nên là bấm nó rất dễ sai, cho nên các bạn cần phải lưu ý bấm cho nó chính xác. Không phẩy không một hai ba bốn năm một bảy hai một. Bằng 119. Hai sáu bốn ba thì là 264 làm tròn vậy thôi. Rồi đơn vị là 1 trên giây radian. Hai nữa tương ứng là radian. Dạ rồi. Đó, như vậy là cách giải của bài toán này là như vậy đó các bạn. Không rõ chưa? Như vậy là cái bài toán mà liên quan đến trục bậc, để mà làm bài toán đi tìm tần số dòng riêng là các bạn cần phải nắm được cách làm là như vậy nha. Rồi, các bạn sửa vô đi.